chậm, nhịp chậm đó. Linh lúc nào nó chậm nhịp phải không? Nó đeo đơn, nó gục ngã. Hết hát rồi, đập đập nham nham đó không? Mừng quá. Tới giờ nó đập ráp ra. Ủa anh Bằng có một rùi đen. Em có bên đây. Bà có bên phải, em có bên trái. Cửa cho nghe một tiếng chấm đồng nữa. Luôn đi. Không. Cái có nào. Cái mắm ngủ quá nhà anh ba ấy. Mà chắc em xeo dầu quá. Cưới đồng. Là nó nói là như cậu vừa đúng xài rồi đúng không? Ừ, đúng xài. Vô tình thôi nha. Có khai mua gì vậy không? Long, long vừa lơ. Cái thanh long, cái giường, cái lơ. Long vừa lơ. Là đu đơ lơ, mình đu đó nhô. Quá xin dữ. Chú ơi, con nhẹ ba cái vậy. Long. Mày quả sao hay ta. Long vừa lơ. Lơ là lơ nè. Quá thèm. Mua cái cầu nữa, cầu lông dừa lơ. Có cầu, là nó đã lên rồi. Thiệt luôn anh, có cầu ấy. Nó đã lên rồi mà có cầu ấy. Cầu là còn có không phải không? Đó là... nhất định là phải có lên. Lên. Nhất định, nhất định. Má, được rồi má, được rồi. Vậy kìa, tao ta xếp lấy lại nhanh sách rồi, bye bye. Cứ một tháng mà con clip triệu view thôi. Mấy clip đi đứng trăm ngàn không à thôi. Phí. Mưa. Lúc đó Linh vừa ra trường nữa, xong rồi tao vô nó, tao mới tìm nó rào. Tao lường Linh chục cái nha. Đừng, đừng có mưa nữa. Nói đây nữa. Giờ nó bồn, trồn lên làm thì nhiều lắm. Nó ra trường một cái là có công ty nhận liền. Công ty ba nó. Công ty của phòng một thành viên. Đau quá cừ. Cừ đừng nhớ nữa nha, đau quá. Công ty của phòng một thành viên. Lắc nông. Lắc nông. Cứ mà đeo bụng luôn á. Hát nữa rồi kìa. Hát kìa. Anh ba cười lên coi. Tiếng hát. Ác tiếng bô mà. Má. Cười giống được rồi á. Mình cười giống mấy đứa nát cười. Yếu khủng quá. Mỗi năm mới. Để xong rồi vô sạc pin xong rồi nhắn trong bình thì tốn nhi thử. Sạc lấy cái giờ chuẩn bị sạc bình rồi mà. Nó sẽ biết là nó đi sạc á. Có sẽ giờ đi trước. Có không phải kêu 8 giờ đi. Mình nhắn tin thử. 8 giờ đi 1 giờ chỉ về. Chỉ cần là xong rồi mình ừ. Không mà giờ nó đi vô nhà bà Hạnh xuống gì cho ba nó á. Có giờ nó ghé ra luôn. Biết. Cách chú đi đi nãy giờ đi ngang ra đâu. Hay là đi ngồi kia không? Cách trốn anh bà đi ngồi kia không? Cách giỏi rồi hả? Chắc chắn giỏi rồi. Hết lông rồi bà. Chưa đủ nữa. Trời ơi, đau, 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 đau